đầu gối là tình trạng thường gặp của những người chạy bộ. Đôi khi, tình trạng này có thể tự thuyên giảm sau một thời gian nghỉ ngơi, nhưng có lúc đây lại là dấu hiệu của những tổn thương cần thăm khám bác sĩ. Vì vậy, Sài Gòn Tiếp Thị đã trao đổi cùng tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương về vấn đề này. Nếu chúng ta muốn biết mà chúng ta chạy bộ mà bị đau khớp gối á, do cái nguyên nhân gì đó thì chúng ta phải xem lại cái giải phẫu khớp gối, để từ đó mình mới biết nó được cái nguyên nhân. Thì chúng ta thấy phía trước khớp gối chúng ta có cái bánh chè, cái bánh chè là cái xương này, cái này gọi là xương bánh chè, là phía trước đầu gối này nè. Là khi mà chúng ta co duỗi cái đầu gối là nhờ cái gân bánh chè này, là nó làm duỗi thẳng cái đầu gối. Và co khớp gối thì là các cơ phía sau, thì chúng ta thấy khi mà chúng ta gập gối vô thì cái bánh chè nó sẽ cấn vào cái xương, nó gọi là cái xương lồi cầu đùi. Và ở đây nó có mặt sụn, ở đây nó cũng có mặt sụn. Và như vậy nếu mà chúng ta hư cái mặt khớp bánh chè này hay hư cái mặt sụn khớp này, thì khi chúng ta gập gối vào hoặc là chúng ta hoạt động co duỗi chạy nhảy á, thì nó cũng bị đau. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết là giữa cái xương đùi với lại cái xương mâm chày á, là nó có hai cái mặt sụn với nhau, là chính là cái khớp gối thực sự. Thì cái khớp gối này đó nó trượt lên nhau và nó sẽ được giữ vững bởi hai dây chằng, là dây chằng ở phía bên trong và dây chằng ở phía bên ngoài. Ở đây chúng ta có dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Như vậy bốn sợi dây chằng sẽ giữ cho khớp gối này là không có bị trật và nó có thể hoạt động một cách trơn tru. Ngoài ra để tăng cái tuổi thọ của cái mặt sụn khớp này, chúng ta biết nếu mà cái sụn này mà nó tiếp xúc trực tiếp với cái sụn này đó, thì là bệnh nhân sẽ bị hư cái sụn rất là mau. Vì ông trời mới đẻ ra cho chúng ta thêm một cái sụn, nó gọi là cái sụn chêm. Và như vậy cái sụn chêm chúng ta thấy là khi cái khớp gối mà nó gấp duỗi như vậy đó, thì cái sụn chêm đó, nó sẽ làm giảm bớt cái ma sát trực tiếp từ đây đến đây. Và như vậy thì là nó sẽ làm tăng tuổi thọ khớp gối lên. Vậy thì khi một người mà chạy bộ mà bị đau khớp gối thì người ta có thể đau tất cả các thành phần. Thứ nhất là đau điểm bám của cái gân bánh chè, hoặc là gân cơ tứ đầu đùi, ở trên này là gân cơ tứ đầu đùi, ở dưới này nó có tên là gân bánh chè. Hoặc là nó đau ở cái điểm bám của cái gân bánh chè vào trong cái lồi cũ tứ xương chày, là cái chỗ này. Vậy khi chúng ta cử động như thế này, cái gân cái chỗ này nó cứ chạy tới chạy lui nó cũng sẽ bị đau. Cái này thì hay gặp ở trẻ em, nhất là những đứa mà hiếu động chạy nhảy rồi đó, nó chạy nhiều nó sưng lên một cục ở đầu đây. Đối với người lớn thì thường hay bị viêm ở cái vùng này và ở cái vùng này. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ bị hư mặt khớp bánh chè này với lại mặt khớp xương đùi, nó gọi là hội chứng chè đùi. Cái thứ ba nữa là khi người ta chạy mà người ta bị đau thì có thể người ta có thể là bị rách cái sụn chè này. Và khi rách cái sụn chè thì đôi khi ta đau mà ta bị kẹt khớp. Và cái điều cuối cùng là cái mặt sụn này với cái mặt sụn đầu cổ, mặt sụn mâm chày, hai cái này nó có thể cọ sát vào nhau và nó bị thoái hóa đi, nó gây đau. Thì như vậy khi chúng ta đi hoặc chúng ta chạy nhảy, nhất là chúng ta chạy nhảy đó, thì nó sẽ bị nhói đau lên. Và cái sụn chêm thì nó rách, thì khi chúng ta chạy thỉnh thoảng nó kẹt khớp, nó làm đau. Chưa kể là một số trường hợp đó, chân của chúng ta không có thẳng. Khi chúng ta bị vẹo trục như thế này thì cái dây chằng bên này bị căng, dây chằng bên này trùng. Hoặc là ngược lại, có người vẹo ra ngoài thì dây chằng bên này căng, dây chằng bên này trùng. Như vậy người ta có thể đau ở những điểm bám của hai cái dây chằng hai bên này. Một số trường hợp khi chạy mà bị té xong người ta nghe cái rách, sau đó mỗi lần chạy thì người ta bị đau là do người ta bị đứt cái dây chằng kéo này, và khi chạy nó bị mất vững cái gối, nó bị trượt, và như vậy nó sẽ làm cho bệnh nhân bị đau do mất vững và lâu dần nó sẽ dẫn đến cái thoái hóa khớp gối. Như vậy chúng ta thấy để trả lời cho câu hỏi là khi chạy mà bị đau ở đầu gối là do cái gì, thì chúng ta có rất là nhiều những cái thành phần có thể gây đau, bao gồm dây chằng nè, mặt sụn nè, sụn chêm nè, và kể cả các cơ bao xung quanh của khớp gối vẫn có thể bị viêm và nó gây đau. Khi mà chúng ta bị đau cái khớp gối, điều đó chứng tỏ rằng là cái khớp gối mình nó đã có vấn đề. Nếu cái cơn đau đó nó cứ đi lặp lại, lặp đi lặp lại, ví dụ như hôm nay có thể là mình làm quá sức là nó bị đau, nhưng ngày hôm sau mình nghỉ ngơi, mình chạy nhảy trở lại nó không đau, thì chuyện nó hết sức bình thường, thì mình không có cần phải để ý quan tâm. Nhưng nếu mà cứ ngày nào mà mình bước lên máy mà mình chạy mà nó đau, hoặc là ra đường mình chạy bộ là nó đau, cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần chứng tỏ là nó đã có vấn đề của nó. Và cái vấn đề đó là cái gì thì các bạn phải đi khám để bác sĩ xem ra thử rằng là ở đây là viêm gân, viêm các cơ bao xung quanh của đầu gối, viêm các dây chằng, rách sụn chêm hay là rách sụn hay là thoái hóa của cái sụn khớp. Dựa trên cái nguyên nhân là cái gì thì bác sĩ sẽ điều trị bệnh cho mình.
ví dụ mình bị đau khớp gối rồi, mình nghỉ ngơi, mình hồi phục ra mình làm sao, thì như ta nói là chúng ta cần phải xem có thể là cái tiền căn của mình trước đó. Nếu mình không có chấn thương gì hết, mà nếu mà mình hồi trước giờ mình chưa chạy bộ, mà tự nhiên hôm nay nhân cái mùa mình thấy mọi người chạy nhiều quá, mình cũng bước ra chạy mà nó về nó đau, thì cái chuyện đó nó hết sức bình thường vì mình chưa có luyện tập. Thì khi đó mình phải tập giãn cách ra, tức là mình tập một ngày, mình nghỉ một ngày, cho đến khi nó quen, cho đến khi mình về cái khớp gối mà nó không còn đau nữa, thì lúc đó mình mới tập liên tục mỗi ngày. Thứ hai là cái cường độ nó tăng từ từ. Ví dụ như mình chạy bộ 2 phút, mình đi bộ 5 phút, mình chạy bộ 2 phút, mình đi bộ 5 phút. Sau đó mình tăng lên, mình chạy bộ 3 phút, mình tăng mỗi tuần. Cái lượng tập của mình nó tăng từ từ lên, chứ mình đừng có để cho nó tăng đột ngột. Cái thứ ba nữa là gì? Là chúng ta cần chú ý rằng là khi mà bắt đầu nó đau thì mình phải để ý rằng là hôm nay nó đau, ngày mai nó có đau đúng cái điểm đó hay không. Nếu ngày nào nó cũng đau đúng một điểm đó, có nghĩa là cái chỗ đó nó có vấn đề, và như vậy nó sẽ không có chịu nổi cái lực mà mình đang tải lên nó. Thì như vậy thì chúng ta nghỉ ngơi, nhưng mà nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại, nghỉ rồi mà chúng ta chạy lại nó vẫn bị đau thì chúng ta phải đi khám bệnh. Thì chúng ta biết rằng là cái khớp gối đó nó hoạt động á, nếu mà chúng ta không có cho luyện tập đó thì nó cũng mau hư như thường. Nó giống như cái xe, cái xe nếu mà chúng ta để trùm mền chúng ta không chạy nó cũng hư, mà chúng ta chạy quá nó cũng hư, mà chạy vào cái bảo dưỡng á thì nó sẽ không hư. Thế bảo dưỡng bằng cách nào? Cái thứ nhất là chúng ta đừng có làm cho nó hư nhiều hơn, bằng cách quý vị nhìn thấy đây, chúng ta thấy là cái khớp gối khi mà nó đứng thẳng như thế này thì cái đường kính này là nó ngắn nhất, nhưng khi chúng ta gập cái đầu gối vô càng gập nhiều cái đường kính này nó càng dài nè. Và như vậy khi chúng ta gập gối hết cỡ luôn mà chúng ta thấy cái chuyện gì? Cái phần gò gối nó đè ra phía sau nhiều hơn. Và chúng ta thấy cái bánh chè này nè, nó rất là căng. Chúng ta thấy không? Ví dụ như ở đây nè, chúng ta gập vô là cái bánh chè nó rất là căng. Và như vậy thì nó sẽ làm cho hư cái mặt khớp bánh chè đùi này. Đó, thành ra là để bảo dưỡng khớp gối thì chúng ta hạn chế ngồi xổm với ngồi xếp bằng. Người ta thấy rằng là nếu mà chúng ta tập, mà chúng ta tập yoga, chúng ta ngồi và chúng ta xếp bằng vào căng như thế này, xong chúng ta nhả ra thì nó sẽ lại tăng được cái dinh dưỡng cho cái sụn khớp này. Nhưng nếu mà chúng ta cứ giữ yên cái tư thế này hoài trong vòng hơn 30 phút thì cái áp lực nó tăng quá mức và nó làm cho cái sụn nó bị hư đi. Do vậy khi chúng ta tập, chúng ta có thể có quyền gập và duỗi gối, nhưng mà đừng có giữ cái tư thế đó quá lâu, trên 30 phút. Cái việc gập đầu gối nó cũng có tác dụng chính là tăng áp lực lên cái mặt sụn và có thể dinh dưỡng cho cái sụn. Nhưng nếu mà gập quá sức thì nó sẽ làm cho gối bị hư. Nó tránh cái hiện tượng là ngồi xổm mà ngồi xếp bằng lâu quá. Thứ hai nữa là để mà giữ cho cái gối mà nó càng tốt á, thì khi mà chúng ta muốn tập chạy đó, chúng ta phải tập các cơ vùng xung quanh của khớp gối này, tập các cái dây chằng. Vì chúng ta biết rằng là cái dây chằng không chỉ đơn giản là nó giữ vững cái khớp, trong dây chằng nó có những cái thụ thể thần kinh, và khi chúng ta luyện tập thì cái dây chằng này, cái thụ thể thần kinh nó sẽ phát triển và nó giúp chúng ta, cơ thể chúng ta, giúp cho não chúng ta cảm nhận được là cái khớp gối mình nó ở vị trí nào, nó cảm nhận được cái độ căng của cái dây chằng, và như vậy nó tránh cho chúng ta có cái hiện tượng bị vi chấn thương lặp đi lặp lại. Hoặc là khi mà cái khớp gối mà chúng ta luyện tập nhiều đó mà ở một cái mức độ mà nó bị căng quá mức á, thì nó khớp gối nó sẽ phản ứng đau lên, và khi đó cơ thể nó sẽ điều chỉnh bằng cách là làm không làm cái động tác đó nữa. Thành ra chúng ta ngoài cái chuyện là luyện tập khớp gối thì chúng ta phải luyện tập các cơ và các dây chằng xung quanh, nó phải có những cái bài tập bổ trợ cho cái chuyện đó, chứ không phải là chúng ta ra chúng ta chạy liền. Thành ra chúng ta thấy vận động viên mặc dù đá banh chẳng hạn, họ đá rất là nhiều, nhưng mà họ phải có những cái bài tập hỗ trợ, bài tập cân bằng, thăng bằng cho cái khớp gối. Cái bài tập thăng bằng nó giúp cho cơ thể chúng ta nhận định được khớp gối ở đâu trong vị trí không gian, và hạn chế những cái chấn thương mà do chúng ta luyện tập quá mức gây ra.